Ê mọi người ơi, mình vừa nghĩ ra là sẽ sưởi bào ngư á mọi người. Không biết sưởi bào ngư thì sẽ như thế nào nhỉ? Đi mua đi mua đi mua, sấy giòn bào ngư nhá. Bạn thách tớ sấy nhá. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đem luộc con bào ngư này đi, xong rồi sẽ đem đi sấy. Ok, đây là con bào ngư. Mình chỉ có một con duy nhất thôi mọi người ơi. 100.000 một con lợn mà con chó của mình ăn cắp mất một con rồi. Ăn ngay cũng được nha. Thế luôn, ăn được nửa con đau hết cả mồm. Nó bị cứng quá mọi người, nghe tiếng này. Đây là người ta ăn bào ngư bình thường, còn đây là tôi ăn bào ngư sấy giòn. Vị nó cũng không đến nỗi nào nhưng mà cứng quá. Thôi chê nhá. Khó cắn quá trời luôn. 4/10 đi. Không cắn được luôn. 4/10. Muốn sấy cái gì nữa thì bảo mình nhá.